quý vị khán giả đang chào kính mến và cũng nhân dịp này xin chúc cho tất cả bà mẹ ngày hôm nay luôn luôn được nhiều sức khỏe, sự như ý và lúc nào cũng được con cái quay quần bên mình mãi mãi và sống thọ hơn trăm tuổi. Bye.
để tiếp nối chương trình văn nghệ.